Mình đã xem Ngày Tàn của Đế Quốc và mình có thể khẳng định rằng đây là một trong những phim về chiến tranh khốc liệt nhất lịch sử và có thể là một ứng cử viên rất sáng giá cho Oscar mùa kế tiếp. Tất nhiên, mình không nói mà không có cơ sở. A24 vốn dĩ luôn là ứng cử viên thường trực tại Giải thưởng Viện Hàn Lâm nhờ vào chính sách ưu tiên phim độc lập và đẩy mạnh sự sáng tạo của các nhà làm phim, từ đó đem lại những kiệt tác bất ngờ nhất cho giới yêu điện ảnh. Và giữa một bầu không khí bom tấn của đầu năm 2024 với cả Dune Part 2 và Godzilla X-Kong đã làm nên lịch sử cho nhà Warner Bros, A24 đã bí mật lẻn vào với một trong những bộ phim mang tính thời sự và gây tranh cãi nhất của họ, đó là Ngày Tàn của Đế Quốc. Đúng vậy, mình sẽ gọi tên phim là Ngày Tàn của Đế Quốc thay vì dùng cái tên Civil War gốc của phim. Và lý do vì sao thì các bạn hãy xem hết video để được giải thích nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng với Đèn Đỏ Cinema chúng mình đi vào review bộ phim mới nhất của nhà A24 để hiểu lý do vì sao Ngày Tàn của Đế Quốc lại là một kiệt tác chiến tranh khốc liệt bậc nhất đương đại. Chiến tranh không phải là đề tài hiếm hoi trong điện ảnh. Lịch sử luôn là thể loại được yêu thích và đánh giá cao bậc nhất đối với giới Hàn Lâm phim ảnh. Và không có gì đại diện tiêu biểu hơn cho lịch sử con người ngoài chiến tranh. Và cũng chính từ đề tài này, những nhà làm phim đại tài đã tạo nên những kiệt tác bất hủ của điện ảnh thế giới như Apocalypse Now, Saving Private Ryan hay những kiệt tác mới nhất như 1917 và All Quiet on the Western Front. Thế nhưng, hầu hết các phim chiến tranh đều có chung một vấn đề, đó là làm cho chiến tranh ngầu hơn. Nói một cách trớ trêu, hầu hết các nhà làm phim về chiến tranh luôn cho rằng phim của họ là phản chiến, lên án bạo lực và đề cao hòa bình. Thế nhưng hầu hết lý do mà nam thanh nữ tú nhập ngũ lại là bởi vì họ được truyền cảm hứng từ những bộ phim đó. Ví dụ, Full Metal Jacket đã khiến số lượng nam giới đăng ký nhập ngũ tăng đột biến, trong khi Top Gun đã dẫn đến một sự bùng nổ về số người xin đăng ký gia nhập làm phi công hải quân. Vậy, làm thế nào để một phim chiến tranh thực sự phản chiến? Bằng việc làm xem cảm thấy khó chịu và thậm chí là sợ hãi khi xem nó. Hay nói cách khác, người xem phải thực sự cảm nhận được sự khốc liệt và nghiệt ngã của chiến tranh để họ không muốn rơi vào hoàn cảnh như vậy. Và trong số các phim mình đã từng xem, không có phim nào làm điều đó tốt hơn Sicario. Một phim khắc họa sự lạnh lẽo trong từng khía cạnh một, từ biểu cảm tỉnh bơ của những người lính trước bạo lực tàn khốc cho đến tiếng súng nổ đinh tai những óc không ngừng ngớt, cho đến những tên phạm nhân bị bắt và tra khảo một cách dã man đến mức chúng ta quên mất mình đang đứng với phe ai. Sicario đối với mình là một kiệt tác, và thậm chí đây không phải là một phim phản chiến. Thế nhưng sau khi xem Ngày Tàn của Đế Quốc thì mình đã phải công nhận rằng bộ phim này đã thực sự gợi lại cảm giác của mình khi xem Sicario hồi xưa. Chỉ khác ở chỗ là lần này ở trong rạp nên là chất lượng hình ảnh và âm thanh nó yomos hơn rất nhiều. Một bộ phim phản chiến thực sự rất dã man và thậm chí mục đích của nó còn chẳng phải là phản chiến. Tất nhiên, A24 không bao giờ làm chúng ta thất vọng với những góc nhìn mới mẻ trong các phim của họ. Và đạo diễn Alex Garland, bộ óc thiên tài đằng sau những kiệt tác giả tưởng như là 28 Weeks Later hay Ex Machina cũng y như vậy. Và nếu như đó chưa đủ để thuyết phục được bạn, thì chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại của Kirsten Dunst, nữ viên nổi danh từng đóng vai MJ trong bộ Ba Người Nhện Gốc. Vậy không cần phải chần chừ gì nữa, hãy cùng Đèn Đỏ Cinema chúng mình đi vào tìm hiểu sâu về bộ phim này nhé. Trước khi tóm tắt cốt truyện phim, mình muốn hỏi các bạn một câu rằng, dựa trên trailer của phim, bạn nghĩ rằng cốt truyện của Ngày Tàn của Đế Quốc sẽ là A. Một nhóm phóng viên quyết tâm đi đến một địa điểm để hoàn thành mục tiêu công việc họ đặt ra, hay là B. Một câu chuyện đầy khốc liệt về cuộc nội chiến chia cắt nước Mỹ khiến bao người dân phải chìm trong cảnh đau thương tan nhà nát cửa? Chắc chắn bạn sẽ chọn đáp án A rồi. Nhưng trong thâm tâm, các bạn muốn đáp án là B phải không? Bởi vì câu chuyện của B nghe có vẻ hấp dẫn hơn hẳn và có nhiều nội dung để làm thành một bộ phim hơn. Nhưng không, đây là A24. Họ không làm phim theo đa số. Và nếu có, thì thời lượng phim đã không chỉ gói gọn lại trong 109 phút. Toàn bộ phim tập trung vào cuộc hành trình của nhóm truyền thông 4 người, dẫn đầu bởi nữ nhà báo chiến sự kỳ cựu Lee Smith do Kirsten Dunst thủ vai. Xuyên suốt hành trình đó, họ trải qua vô vàn những khó khăn thử thách, chứng kiến những cuộc đụng độ đẫm máu của những người con cùng tổ quốc với nhau, cùng với nỗi sợ hãi lo âu treo trên đầu, không biết mình sẽ bỏ mạng lúc nào trên chiến sự. Thế nhưng bất chấp điều đó, họ vẫn phải đi tiếp, vẫn phải hoàn thành trọn công việc của mình, cũng như lạnh lùng chạy giữa bom rơi đạn lạc để mà dương ống kính máy ảnh lên bắt được những khoảnh khắc khốc liệt và tàn bạo nhất của cuộc nội chiến kinh thiên động địa nước Mỹ. Và đến đây thì có lẽ các bạn đã phần nào hiểu được tinh thần của phim rồi. Bộ phim có một kịch bản không thể đơn giản hơn, với một bối cảnh được khai thác rất hời hợt, nếu như không muốn nói là gần như không có. Không ai biết vì sao nước Mỹ lại có một cuộc nội chiến như vậy, không ai biết ai đang chiến đấu vì lý tưởng gì, không ai biết đích đến sau cùng của cuộc chiến là gì cả. Và thậm chí trong mạch truyện chính,
Quá khứ của nhân vật Lee Smith hay các đồng nghiệp của cô cũng chỉ được khai thác một cách qua loa từ những câu thoại. Có thể thấy, đạo diễn Alex Garland đã gần như bỏ qua việc kể chuyện, mà chỉ thay vào đó tập trung vào khâu khắc họa miêu tả cuộc nội chiến trên màn ảnh thông qua những khung hình giống các phim tài liệu, thông qua những bức ảnh chụp lại bởi nhóm nhà báo, thông qua những cuộc đụng độ nhỏ lẻ họ gặp phải ở trên đường, và thông qua chiến sự khốc liệt giữa các phe phái quân đội mà chỉ kéo dài khoảng tầm 10 phút ở cuối phim. Thế nhưng, đây lại chính là điểm sáng mạnh nhất của phim và đã góp phần tạo nên một trải nghiệm điện ảnh rất khó quên cho khán giả xem rạp. Đạo diễn bắt người xem phải hòa mình vào bầu không khí chiến sự căng thẳng của phim, khiến người xem phải bồn chồn đứng ngồi không yên trước những diễn biến đại loạn của nước Mỹ giả tưởng, khiến người xem giật bắn mình trước từng viên đạn hay tiếng bom nổ của các lực lượng quân sự thanh trừng tàn sát lẫn nhau. Và hơn cả là khiến người xem hoảng hồn sợ hãi trước những hình ảnh bạo lực tra tấn dã man đi kèm với những tiếng tách đầy vô cảm đến từ máy ảnh của các nhiếp ảnh gia chiến sự. Khâu hình ảnh và âm thanh của phim được hòa quyện một cách tự nhiên, và cả hai được đẩy cao lên đẳng cấp chân thực và trần trụi đến mức khó tả, khiến cho Ngày Tàn Của Đế Quốc là một bộ phim mà bạn bắt buộc phải xem ngoài rạp thì mới thấy được cái hay của nó. Và đây chính là cách hiệu quả nhất để làm một bộ phim phản chiến mà không phải phản chiến. Và tất nhiên, không thể không nói đến khâu diễn xuất được. Mình biết A24 ủng hộ phim độc lập nên là họ có một cái sự thoải mái nhất định trong khâu làm phim. Nhưng mình không ngờ rằng lời thoại và diễn xuất của các diễn viên tự nhiên đến nỗi cứ như thể họ đang thực sự tồn tại chứ không phải là nhân vật trong phim vậy. Mặc dù tất nhiên phần lớn là bởi vì họ được phép chửi thề thoải mái. Kirsten Dunst hóa thân xuất sắc vào vai nữ phóng viên lành nghề, đã quen với những hình ảnh bạo lực dã man trên chiến trường đến mức cô gần như là vô cảm. Thế nhưng càng về cuối phim, sự biến chuyển tâm lý trong cô lại càng tốt hơn, thế nhưng lại vẫn rất tinh tế, và cô vẫn thuyết phục được với khán giả về cảm giác hãi hùng lo sợ của mình mà không phải hét bể thanh quản giống như trong bộ Ba Người Nhện Gốc. Dàn diễn viên phụ nhập vai rất ăn ý với nữ chính, và có những diễn viên phụ tuy thời lượng ít nhưng đã để lại ấn tượng kinh hoàng và căng thẳng tột độ cho người xem, và đủ để khán giả cảm nhận được rằng trong bối cảnh huynh đệ tương tàn, tình người với nhau khan hiếm và vô giá đến mức như thế nào. Vậy, có điểm nào của Ngày Tàn Của Đế Quốc có thể sẽ khiến bạn suy nghĩ lại về quyết định xem của mình không? Điểm đầu tiên thì như mình đã nhắc đến, nó xoay quanh khâu kịch bản. Ngày Tàn Của Đế Quốc gần như không có một câu chuyện đầu đuôi cụ thể nào. Và do đó, những ai đã quen xem những cái bộ phim để mà tìm hiểu cốt truyện kịch bản ấy, thì sẽ cảm thấy thất vọng toàn tập vì cảm thấy như bộ phim nó trôi qua một cách tuồn tuột như nước chảy mà không động lại một cái gì cả. Đây thì thực ra đã là một trong những đặc trưng của các phim nghệ thuật rồi, với Thiếu Niên Và Chim Diệc hay là Muôn Vị Nhân Gian là những bộ phim tiêu biểu cho việc mà họ nhấn mạnh vào trải nghiệm hơn là với việc tập trung vào kể chuyện. Và do đó, điểm trừ này tuy mang tính chất chủ quan khá là nhiều và sẽ tùy thuộc vào việc các bạn khán giả có chấp nhận bỏ qua để mà tận hưởng bộ phim này đúng với tinh thần của nó hay không. Một điểm không tốt nữa ở Ngày Tàn Của Đế Quốc xoay quanh vị trí sử dụng hình ảnh và âm nhạc của phim. Mặc dù đã làm rất tốt khâu kỹ thuật, song đôi khi nhà làm phim có cảm giác là lạm dụng hơi nhiều những cú máy khắc họa bối cảnh, khiến cho người xem cảm thấy như phim nó bị chậm rãi và lê thê không cần thiết. Và cho đến khi những cái hình ảnh phim mà thực sự vào mạch chính để mà kể câu chuyện ấy, thì đôi khi cảm xúc của những phân đoạn này lại bị phá hủy bởi những bài nhạc không cần thiết. Mình vẫn khẳng định rằng khâu dùng nhạc của đạo diễn Alex Garland là rất có ý đồ và rất hợp với phim. Và thực ra thì phần lớn thời lượng là ông không sử dụng nhạc. Thế nhưng mà cũng chỉ vì vậy mà những cái sai lầm vô ý này trong các cái phân đoạn cần nhạc lại khiến cho chúng dễ bị soi mói hơn cả. Và do đó, nó làm giảm chất lượng của bộ phim xuống. Đến lúc này, chắc là các bạn đang tự hỏi, vậy tại sao tiêu đề phim ở Việt Nam lại được dịch ra là Ngày Tàn Của Đế Quốc mà không phải là Nội Chiến, giống như nguyên tác Civil War? Lý do đầu tiên đơn giản và cũng dễ hiểu nhất đó là Nội Chiến nó là một cái tiêu đề và là một thuật ngữ tương đối phổ biến trong văn hóa đại chúng và điện ảnh của Việt Nam, nhất là kể từ khi Marvel đã cho ra mắt bộ phim Đội trưởng Mỹ Nội Chiến. Và với tư cách là một phim độc lập thì chắc hẳn là A24 không muốn dịch tiêu đề mình thành Nội Chiến để tránh đụng hàng với Marvel và khiến khán giả tưởng nhầm sang bộ phim về siêu anh hùng Đội trưởng Mỹ của họ chăng? Thế nhưng, đó chỉ là một cái cớ nhỏ mà thôi. Bởi vì lý do chính thực sự mà Ngày Tàn Của Đế Quốc có tiêu đề như vậy, đó là bởi vì Nội Chiến chưa bao giờ là chủ đề chính của phim. Như đã nói ở phần 2, mặc dù bối cảnh của phim xoay quanh cuộc nội chiến giả tưởng của đất nước Mỹ, song cuộc chiến này lại không hề được khắc họa một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng, không có nguyên nhân, không động cơ, không đường lối, không định hướng và không một kết quả. Chúng ta đi theo hành trình đầy rẫy những hiểm nguy của bộ tứ phóng viên với một mục đích duy nhất, đó là để trải qua những cái cảm xúc sợ hãi, bất an cùng với họ ở trên tiền tuyến.
Và khi khán giả đã nếm trải và thấu hiểu được những cái nỗi kinh hoàng đấy rồi, thì đó cũng chính là lúc đạo diễn Alex Garland đã bóp nghẹt cái cuộc nội chiến này xuống tới cái mức độ nhỏ bé, vô nghĩa đến mức gần như không có gì cả. Chẳng có cuộc nội chiến nào cả, chẳng có lý tưởng mâu thuẫn nào cả. Con người có thể sẵn sàng bắn giết nhau chỉ vì khác vùng miền, bất chấp việc đã từng là người thân quen thuộc trước đó. Sự suy đồi về đạo đức, suy tàn về lòng nhân ái, suy vong về lòng đại đoàn kết toàn dân ấy mới chính là những kẻ thù lớn nhất đã nhấn chìm cả nước Mỹ vào biển lửa chiến tranh. Và đó chính là nguyên do dẫn đến ngày tàn của đế quốc. Và đó chính là lý do vì sao bộ phim này đã hoàn thành mục đích phản chiến của mình một cách hiệu quả đến như vậy. Vậy, tóm lại, Ngày tàn của đế quốc là một kiệt tác không thể bỏ lỡ đến từ hãng phim A24 lừng danh. Nếu như bạn đã chán ghét thể loại hành động súng đạn không não bình thường và muốn tìm đến những câu chuyện khác biệt sáng tạo hơn, cũng như muốn có một trải nghiệm thực sự nhập hồn vào thế giới giả tưởng đầy kinh hoàng và ám ảnh mà rất có khả năng sẽ là một lời cảnh báo ứng nghiệm cho thực tế ngoài đời. Cảm ơn các bạn khán giả của Đèn Đỏ Cinema đã chú ý theo dõi. Và đừng quên bấm like và đăng ký cho kênh của chúng mình để đón chờ những bài review tiếp theo về những bộ phim khác trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đèn Đỏ Cinema, kênh chuyên về phim uy tín. Hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi.